đây không phải là một con nhím, đây mới là một con nhím. Đây là một trong những động vật kỳ quặc nhất của đất, con echidna. Echidna. Tiếng Việt gọi con này là con thú lông nhím, tại vì nó là một con thú và nó có lông như con nhím. Đặt tên lười vãi. Các bạn nhớ nhé, đây là nhím, đây là na, đây là echidna, đừng có nhầm lẫn đó. Hồi mẫu giáo các bạn được học bò sát và chim thì đẻ trứng, động vật có vú thì đẻ con. Biết sao không, tất cả những thứ bạn học ở mẫu giáo đều sai. Còn echidna là động vật có vú nhưng vẫn đẻ trứng, đẻ xong nó bỏ trứng vào túi. Và mang tiếng là động vật có vú nhưng con echidna cũng không có vú. Nó có một mảng lông trong túi để tiết ra sữa cho con còn nhím. Lần sau thay vì buồn vì ngực lép thì các bạn hãy tạ ơn trời đất là mình không có một mảng lông tiết ra sữa ở trên ngực. Còn echidna tiểu tiện, đại tiện và giao phối qua cùng một lỗ, một lần nữa chứng minh tạo hóa là một kiến trúc sư dở tệ khi để miệng cống ngay cạnh khu có nguồn nước. Để bù lại thì echidna đực có không phải một mà tận 4 vòi. Mỗi lần nó sẽ dùng 2 vòi để phóng tinh và tự bịt 2 vòi còn lại lại. Tại sao nó phải làm như thế thì cũng không ai biết. Có lẽ là như thổi kèn, phải bịt một số lỗ lại thì âm thanh ra từ những lỗ khác mới trong và khỏe. Đến mùa giao phối, echidna đực sẽ xếp hàng sau con cái, có lúc hàng dài tận 10 con, tức là 40 vòi. Dường như chúng đấy vòi vẫn chưa đủ, echidna cả đực cả cái có cả một cái vòi trên mặt nữa. Cái vòi vừa là mồm, vừa là mũi và còn có cơ quan phát điện để echidna tìm tổ kiến và tổ mối kiếm ăn. Như kiểu Pikachu vậy, nếu Pikachu trông như thế này và giao phối như thế này. Bạn muốn biết thêm gì về thế giới động vật kỳ thú nữa? Hãy comment ở dưới cho Lốc nhé!